Hi, chào mừng tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn ha. Thì hiện tại thì mình đang có mặt ngay cái đoạn đường An Nhân Vương. Thì phía sau lưng mình chính là đang tổ chức cái hội chợ đây quý anh chị nha. Đó, thì sau lưng thì có mấy cái tòa nhà nhìn khá là xinh đẹp luôn đấy quý anh chị ạ. Đó. Thì hôm nay Quy Nhơn đã nắng lên rồi. Thì mình đến đây để mình quay một số cái cảnh đẹp để gửi đến tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn. Những anh chị nào xa quê hương thì quý anh chị có thể thông qua cái video này để nhìn vào cái nơi và cũng như là cái nơi cội nguồn mình sinh ra và sống ở đây, để nhớ lại cái thành phố Quy Nhơn nơi quê hương mình sinh ra ha. Còn những anh chị ở xa không phải là quê hương ở thành phố Quy Nhơn này thì quý anh chị cũng có thể xem video này để tham khảo một số cảnh đẹp ngay cái đoạn đường An Dương Vương này ha. Biết đâu quý anh chị xem video này để quý anh chị có thể tìm hiểu một số cái cảnh đẹp ở đây cũng như một số cái tòa nhà cao ốc và một số cái dự án ở ngay cái địa điểm thành phố Quy Nhơn này, để quý anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn về Quy Nhơn. Để anh chị có dịp ghé đến Quy Nhơn thì quý anh chị có thể đến những cái địa điểm đấy, để quý anh chị tắm biển, quý anh chị có thể là tắm mát, hoặc là quý anh chị có thể tham khảo một vài số cái dự án ngay cái đoạn đường này, để quý anh chị có thể đầu tư đó. Bây giờ mình sẽ đi quay một số cái cảnh đẹp dọc dọc cái con đường An Dương Vương này cho quý anh chị xem ha. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Thì cảm ơn tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Thì quý anh chị nào yêu mến mình thì có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có nhiều cái động lực chia sẻ những video có tiếp lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.